chị Cam Thơ. Ủa? Chị Cam Thơ đi lễ ở đây hả? Ồ, chúng tôi chị Cam Thơ. Tặng cho Picky. Cảm ơn cô. Chị Cam Thơ này đẹp quá à. Trời ơi, em thích lấy dấu học sinh quá à. Con một cái ly xinh sao, một cái ly
đậu xanh đánh và một cái ly trà hộp sen. Cái vết thương anh lành chưa vậy? Làm rồi. Lành nhưng mà cũng nó cũng chưa có kiểu mà chưa có cứng á. Trời đất ơi, sao giờ này chưa lành nữa sao lâu dữ vậy? Khi nào mà nó thành thẹo anh hãy đi. Không có đi đâu, có bữa có làm cái show với tuần show thôi à, chứ đâu có đi đâu. Bữa sinh nhật vui không vậy? Qua thì có mấy em ngồi nói dọc vậy thôi, bình thường có ai đâu. Vui không? Vui. Thế mấy giờ? Sớm à, 9 giờ về hết rồi. Vậy hả? Rồi bà đặt mua bún bún bóng đồ. Mình đó sẽ đọc hết. Có bánh kem không? À, ông Đạt định mua mà chị Hạnh nói trời ơi, ổ tiểu đường nó mua bánh là ăn ăn. Mua bánh kem ai ăn. Bữa đó ngoại cũng nấu ri qua cho tôi tính cho anh ăn sinh nhật mà cái xong cái đụng hàng nữa. Hỏi gì bà ngoại nha. Cái nó hoàng như má. Trời. Quang. Mình là nó đi lo hết, nó mua đồ ăn này kia, mua trang giấy gì giấy nó xong rồi nó dọn sạch sẽ không đi về. Ui vậy hả? Thì em khỏi tổ chức sinh nhật cho anh nữa hả? Tại em à. Rồi bye bye. Ừ, thôi bị bệnh đó chứ Quang. Bye bye Tiến Nghi ơi. Dạ. Em bị bệnh nè. Ráng đã hết bệnh đi chơi đi. Đi xuống Vũng Tàu ăn heo rồi vô đi. Bye bye. Bye. Xin chào các bạn. Tám mới ngủ dậy, đang đợi chung nó đem đồ ăn tới cho Tám nè. Tâm á mời bà Tám, muốn dắt bà Tám đi chơi ở Vũng Tàu, dắt thằng chung Tám với lại Tiết Nhi đi ra Vũng Tàu chơi. Đang ở đó xong rồi chiều đi ăn Gành Hào, cái nhà hàng đó lâu lắm rồi Tám chưa có đi ăn ở đó. Hồi xưa Tám hay đi ra Vũng Tàu cũng ăn ở nhà hàng đó lắm á. Kỳ này lâu lắm rồi mới ăn lại, không biết như thế nào. Tiết Nhi thì đi xuống dưới lấy đồ, chị Hà ở Riverside chỉ gửi cho Tám mấy cái áo dài đem về Mỹ giùm chỉ. Tượng Đức Mẹ này kia cũng nhiều lắm á, nặng lắm á, chắc cũng phải lố ký quá. Kỳ trước là có chị cũng chị Hà luôn, chị Hà cũng gửi quá nhiều, mua áo dài bên này nhiều lắm, cũng mười mấy cái á. Cái xong cũng hên có chị Khanh về, chị không có đem cái gì cái đưa cho chị, đem về giùm Tám. Đó, tại vì những người này là những người ân nhân của Tám, ủng hộ tiền từ thiện rất là cũng như là ủng hộ cũng nhiều lắm, cho nên là mình hứa là mình đem về là mình phải đem về cho mấy chị. Thì Tiết Nhi đang xuống lấy á, gửi từ Buôn Ma Thuột gửi lên đây cho Tám, rồi Tám đem về Mỹ. Thì nói chung cũng lần nào về cũng lố đó, không có lần nào mà không lố. Tại vì Tám là người thích mua áo quần, thích mua đồ, mua đạt đủ thứ đó. Mà bây giờ kỳ này là bị thêm cái những tượng Đức Mẹ rất là nhiều nữa, cho nên là bị cái đó đó. Mà chưa tính kể Đức Mẹ Long Beach nha các bạn. Trời ơi, Đức Mẹ Long Beach còn chưa có xong đó, chưa có ra đó. Nhưng mà Đức Mẹ Long Beach thì không bao giờ Tám đem về kịp, tại vì không có chưa có xong. Và Đức Mẹ Long Beach là Eric sẽ gửi bằng đường riêng, cũng như gửi sau, gửi riêng bằng đường tàu, đường gì đó, người ta thường hay gửi đó. Đó, phải bỏ vô hộp đàng hoàng. Tại vì Đức Mẹ Long Beach bây giờ Tám chưa có vừa ý. Làm, Tám muốn làm cho nó đẹp, tại vì Đức Mẹ Long Beach đó cái giỏ, có cái vỏ sò ngoài, nó không phải giống như mấy tượng Đức Mẹ kia là chỉ là cái tượng thôi, phải không? Còn cái này là có cái vỏ sò nữa,
Đức Mẹ Long Bích đặc biệt là như vậy. Cho nên là mình cái vỏ sò thì dễ rồi, người ta đã làm được rồi, nhưng mà cái mặt của Đức Mẹ ở trong cái sò, cái tượng mặt, cái như cái tượng Đức Mẹ ở trong vỏ sò mà làm cái mặt phải đẹp, giống như tượng Đức Mẹ Ban Ơn mà mình mua ở chỗ La Vang á. Wow, cái mặt đẹp quá trời mà mình không có biết, mình không có biết chỗ làm đó là chỗ nào, mình không có biết. Thì mình đã nhờ bên này làm rồi thì mình phải nhờ luôn. Cho nên làm cái mặt không có được đẹp, cho nên Tám chưa ưng ý thì Tám mới kêu làm lại, cho nên nó bị lâu là như vậy. Chứ nếu mà nếu thật sự lần đầu tiên mà cái mẫu mà nó ok hết là tới giờ là nó xong rồi. Tại vì mình chưa có chịu cho nên nó hơi lâu, thời gian nó hơi lâu là như vậy. Cho nên là không, từ từ đi, cái gì cũng phải từ từ thì nó mới đẹp được. Còn gấp gấp rút quá thì nó cũng không có được đẹp, nó xấu uổng. Giờ nó đang bấm cửa đó. Trễ quá, tao ăn thế là tao cũng no, lát nữa ăn không có được. Mày vô đây mày múa nè, mày đứng camera trong này mà mày. Rồi nó mua gì vậy ta? Bánh mì. Sáng sớm sống động quá. Sáng sớm sống động quá, tối mày ngủ được hả? Rất ngon. Trời ơi, sống động quá. Tao đói sáng giờ. Nó mua phá lấu các bạn ơi, phá lấu. Bỏ nước này vô ăn ngon nè. Ui quá. Sao trong cái nhà gì đó không có bật đèn rất vui vậy sao? Rồi đi Vũng Tàu còn mang guốc nữa má ơi. Mời các bạn ăn con. Xin chào mọi người ạ. Xin chào. Đây, đã phá lấu thì nó vừa là một chén tương. Chén nước, chén tương ngon lắm. Nó còn trọng cái nước mà. Bẻ bánh mì ra ăn. Đồ ăn này chắc ngon no tới trưa rồi, lát sau đi ăn nữa. Ăn hết bánh mì rồi. Ăn vậy kêu ốm. Nghi nó nói cô mới bệnh có ngày, cô ốm buồn. Nhi ơi ra ăn coi. Nhi ơi ra ăn cho mập chung giống cô nè con. Ăn Mỹ. Người ta ăn mà nó cứ kêu ăn cho mập, không mà ai dám ăn. Nói tới vậy rồi mà. Nhi nó ốm từ đợt trước tao về đúng không chị? Trời ơi, con bé Két nó ở nhà nó đi tập gym nó xuống được 7 pound rồi đó. Quá giỏi. Ừ. Tới lúc nó tự động mà mình không có bắt nó được. Nhưng mà ý là con nghe chị Két tập gym cũng lâu rồi, cũng thời gian rồi đó. Nó là như vậy rồi. Tội nghiệp lắm, ngon. Tối con đói mẹ, con không dám ăn, đói lắm. Tự động nó, chứ bây giờ mình bắt cũng không có đường nữa, không biết động lực nào mà tự nhiên nó lại chịu đi tập gym rồi nó đúng là yêu, nó nhịn ăn đúng là yêu, có không? Tôi thấy nó là con ráng nhịn, con đai hẹp đi, tại vì sức khỏe nó chứ xấu đẹp mẹ không có quan trọng. Bây giờ con có mặt ở nào mẹ cũng thấy con rất là dễ thương, con rất là xinh đẹp. Nhưng mà mấy cái nó được cái là cái mặt rất tươi, cười hoài ha. Ừ. À, mẹ sợ sức khỏe con thôi. Con Nhi một xíu đi con, chút nữa chú Tâm cô quá, cô ăn xíu rồi. Dắt mình ăn. Không, cô ăn nhiều lắm con. Cô ăn nhiều lắm xa đâu. Hôm nay hết hò, trộm vía. Có. Ho nhẹ nhẹ thôi. Thôi. Bình thường. Tối mới ho. Bình thường ho lâu. Tối ho. Sáng đỡ. Tối ho. Tối cũng có ho nhiều không? Nhiều. Không biết luôn. Nghe được rồi. Ho chả biết luôn. Không biết là được rồi. Ho ngủ quá.
vừa ho vừa ngủ đêm gì không ăn nữa không cũng ăn. Về cái dự án của em, về cái ngày lễ phục sinh em đang set up là và cố gắng mình sẽ viết một cái thiệp mời trân trọng nhất, mời mời những người mà già neo đơn nè, tàn tật nè, đi tới tham dự một cái buổi tiệc phục sinh, mừng Chúa phục sinh với lại mình. Thì ca sĩ Tâm Thơ nè, ca sĩ Bảo Trân nè, ca sĩ Eric nè, thế ha. Mình gói gọn thôi, gói gọn mới biết để nhiều hỗ trợ anh làm tiếp tân dẫn khách vô bàn. Khách mời là đối tượng người già neo đơn tàn tật. Mình biết mời ở đâu không? Biết. Xua. Bao nhiêu người? Hả? Bây giờ dự kiến là tầm khoảng cỡ 30-40 người. Mình làm 4-5 bàn. 4 bàn. Là từ tiền của chị Hà Kiều Nguyễn. Hà Kiều Nguyễn. Tiền của chị Hà Kiều Nguyễn là chỉ gửi cho mình làm mua nụ cười. Nhưng mà mình sẽ làm theo cách thức này. Để cho lạ, và cái này cũng là một cái nụ cười. Cái này là quá mua nụ cười quá luôn á, chứ không phải như mua nụ cười giống mấy lần trước là chỉ đi tới kiếm những người khó khăn rồi mình mua một nụ cười đơn giản. Nhưng mà cái này là mình vừa mời đến ăn một buổi tiệc chung, rồi mình hát phục vụ văn nghệ cho những người đó nữa. Thì nói vậy đó mà lúc làm không biết có được hay không. Thì là trong cái dự kiến của Eric là như vậy. Rồi còn làm được hay không thì hên xui nha. Cố gắng. Phải chắc chắn là lần đầu tiên làm thì phải có những cái sơ sót mà không có lường trước được, mình không có biết. Nhưng mà hy vọng là Chúa sẽ dẫn đường cho mình làm suôn sẻ, không có chuyện xảy ra. Không. Ăn thêm. Các bạn muốn tắm để tóc giả đeo tóc giả hay là các bạn muốn tắm tự tóc giả là giống nải ngắn ngủn như đây sạch lép cái nào cũng đẹp. Chứ bình thường nói chung là tắm không có khe cái nào đó, tại xấu đẹp gì mọi người ai cũng đã thấy hết rồi. Mập ốm xấu đẹp gì người ta đã nhìn mình ngày nào cũng trên video, người ta đã tự biết rồi. Miệng hô hoặc là mũi thấp, rồi mắt sụp, mắt mí lót, rồi nọng cầm, rồi mặt mập, rồi kia bụng bự gì kia, nói chung là người ta nhìn vô người ta biết hết rồi, cho nên mình đâu cần phải giấu giếm chi, đúng không các bạn? Mình cố gắng mình hoàn thiện bản thân mình cho nó nhìn đỡ có người ta coi, người ta đừng có bị hại con mắt của người ta thôi. Mình làm đẹp để cho khán giả của mình coi cho nó đỡ hại mắt thôi. Chứ giờ xấu đẹp ai biết rồi, không có cần phải giấu. Người già trẻ xấu đẹp thì biết hết. Xấu đẹp trong mắt người nhìn á. Không thấy đẹp. Nó tốt rồi, theo mình đẹp mà. Cũng đẹp thiệt. Kỳ này nghiêng nó ở với cô Thơ nhiều nhất. Nó ở chung, nó ngủ chung. Cái gì chung nữa? Ăn chung. Nó nghĩ mà quẩn. Nó ăn dưa leo. Nó ăn dưa leo. À, chị Minh đúng không? Đúng rồi. Gửi cho sơ Lan trẻ khuyết tật là 200 đô. Rồi gửi cho sơ Vân là người mà nuôi trẻ mồ côi ở Tà Bao mà có cái nhà mà xây á. Cái nhà là đang sắp sửa xây á là 200 đô cho sơ Vân và 200 đô cho sơ Lan. Đó. Nhớ nha Chung. Okay. Ghi vô. Chung nên nhận em nói là chuyển qua luôn xong rồi giờ các sơ quay giùm em video chắc nhận hay nhận rồi. Ừ, xong rồi gửi qua chị Minh là ok. Có cái chị này chị mới nhắn tám nè. Cũng nhắn cũng hay á, mình cũng ngắm, mình nghĩ là chỉ nhắn vậy cũng đúng á. Tại nhiều lúc mình nghĩ thôi kỳ này mình về mình đi chơi mình không có làm nữa đâu, thì chị mới nhắn nè. Tự nhiên mình phải tỉnh á. Tội nghiệp chị Khanh quá, tuổi 61 chân bị sưng lên đau nhất.
nhưng vẫn tình nguyện đi giúp người. Cái đó là rất đáng lời khen. Mong Chúa ban ơn phúc lành cho chị Khanh. Có thể thấy được mọi người đang tin tưởng ở thơ và tri di Phương Trinh. Rất là nhiều người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, những đứa bé tàn tật đang cần những người có lòng tốt như thơ và tri di. Và Chúa cũng đang dùng những bàn tay có lòng nhân từ và bác ái để đi giúp nhiều mảnh đời khó khăn hơn mình. Khi nào trở về bên đây lại rồi, sắp xếp xong và lên lại kế hoạch để trở về lần sau 2 hoặc 3 tháng nữa, Thơ chỉ cần cho đồng bọn biết thôi trên livestream là tất cả trên toàn thế giới sẽ gửi tiền cho Thơ để nhờ Thơ giúp những đời bất hạnh ở Việt Nam. Thơ nên làm những việc này vì giúp người là giúp mình, thương người là thương mình. Mọi người đang tin tưởng và đặt lòng tin ở nơi Thơ nên cố gắng đi giúp nhiều mảnh đời còn khó khăn hơn mình đi Thơ. Và Chúa sẽ luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ, không cần phải lo cái gì. Chúc Thơ mạnh khỏe để làm việc bác ái việc lành. Thì đó ha, chị nhắn hay ha. Chị nhắn gì thì mình có cần em trả lời, em có đọc cái thôi trả lời không? Thì vô duyên quá. Đã nhắn rất dài, rất xúc tích luôn. Biết coi em trả lời lại gì không? Dạ thanh chị. Biết liền, biết đó. Chứ giờ mày nói tao trả lời sao? Ôi, em đọc những dòng của chị viết, em vô cùng xúc động. Và đó là một cái động lực, là một cái ngọn lửa cho em, để em mạnh mẽ. Trời ơi. Và trên con đường làm thái ái của em. Cái đó là mày á, cái đó là mày á, mày tạo. Dạ thanh chị. Ý còn mới tin nhắn nữa nè. Không, mới đọc luôn, mới đáng em biết rồi. Ý, đọc cái này luôn nè, chị mới nhắn tức thì nè. Chị ở Hawaii. Ủa, không có dài. Cũng ngắn. Tám ơi, chị xem những chuyến đi làm từ thiện của đoàn 7 và 8 tuyệt vời và đầy ý nghĩa. May God bless all of you. Thơ số. Cảm ơn chị tao ơi. Cảm ơn chị Milly Nguyễn ở Hawaii nha. Tự nhiên em đang quay, tự nhiên chị nhắn tin vô em đọc luôn. Rất chân thành là một cái việc. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Cô hỏi giờ, ủa sao người ta không nhắn dài nữa? Quay nhiều người nhắn tin cho Tám lắm á. Rồi có lời khen, rồi có người lời khen ngợi, rồi khâm phục, rồi kia. Ý là Tấm khỏe quá vậy, cái Tấm nó bụng tù khen quá tái hen, Tấm bị bệnh rồi. Khen quá tái hen đó. Nhưng mà không sao, Tấm bị bệnh có chút chí thôi, Tấm hết rồi. Chứ đâu có phải giống như kỳ trước mình nằm liệt luôn ha. Nhưng mà liệt cũng có ngày chung ha, mày nhớ không? Đúng rồi. Ừ. Thì nghe chị đó, chị comment thì Tấm cũng cảm thấy là đúng. Mình đang được sự tin tưởng của khán giả của mình thì không sao. Tấm nói Tấm gì, Nam Tấm chơi, nhưng mà nếu mà ai cần thì cứ gửi Tấm, Tấm làm à. Tấm tại vì thật ra là chuyển làm mà chuyển khoản rất là nhanh mọi người. Ví dụ mọi người gieo cho chị Thanh hoặc là gửi bên những dịch vụ nhận tiền đó thì nếu như Thơ ở Việt Nam thì Eric sẽ ở bên cạnh Thơ nhận. Giống như nãy đó người ta gọi nhận tiền xong rồi khi nào người ta chuyển tiền vô cái gửi qua cho Sơ. Chuyển qua cho Sơ liền à ha. Sơ sẽ gửi lại một video xác nhận là Sơ nhận được tiền rồi, xong rồi gửi lại video cho mọi người thì là xong. Cũng đâu làm gì đâu, chỉ là làm việc online trên điện thoại thôi, cũng không phải mất quá nhiều thời gian hay là vì cái này giống như là ngồi bấm gửi ở Sơ không có gì phải phiền á. Em mới gửi cho Sơ 400 đô rồi, Sơ gửi xác nhận dùm em cái tên này, rồi người ta gửi cho Sơ xong Sơ xác nhận gửi lại. Đúng rồi, quan trọng là ở bên cái người mà gửi tiền cho mình, người ta có chịu khó đi ra ngoài để gửi không? Không, còn nếu như mà này bây giờ giống như ngày qua đó, cái chị kia chỉ nói là chị gửi tiền cho Sơ, em mới nói là bây giờ chị có thể gửi cho chị Khanh nè, chị khỏi phải đi ra bên ngoài để chị gửi tiền. Hoặc là bây giờ chị muốn gửi cho em thì thôi chị gửi trực tiếp cho Sơ luôn đi, thì em đưa cái contact của Sơ qua, đưa thông tin địa chỉ tên họ của Sơ rất là đúng rồi này. Là mình chỉ nhắn qua vậy cái thôi, chị đó nói trời chị phiền, em nói giờ không có gì phiền luôn á, em gửi. Trời, vậy còn mình còn mừng nữa ha, mình rất là vui lắm á, chứ không có phiền gì đâu. Biết Sơ được giúp. Đúng rồi, biết Sơ được giúp, rồi Sơ được ân nhân giúp trực tiếp, còn mừng nữa.
Mọi không qua mình cũng không có sao, mình còn mừng, mình vui nữa. Tại vì nếu như thông qua mình thì ok, mình sẽ kêu lúc ngày trước á Thơ, em không có biết à, cứ người ta chuyển tiền cho Sơ, xong Sơ chuyển cái tin nhắn lại. Sơ nói là Sơ đã nhận được rồi. Xong em gửi tin nhắn cho Sơ, Thơ nói không, phải là video quay. Mới xác nhận rõ ràng. Ok, xong mình suy nghĩ cũng đúng. Tại vì phải video cho nó rõ ràng. Đúng rồi, Sơ. Không, bởi vì nhiều lúc Tánh nói với Trung á là mình làm cái gì á, mình đừng có để cho người ta nghi ngờ mình. Là nhiều lúc người ta nghi ngờ mình là tại vì mình làm cho người ta nghi ngờ. Chứ là thật sự mình làm đâu ra đó rõ ràng, hoạch tẹt, đưa hết ra ánh sáng thì không có cái lý do gì người ta nghi ngờ mình hết á. Đừng làm cho người ta nghi ngờ. Mình cứ mờ mờ ảo ảo thì người ta đã nói, ví dụ như những người ta hay nghi ngờ là bình thường người ta đã nghi ngờ rồi. Còn cái này mình đã mờ, mình còn mờ mờ ảo ảo thì người ta càng nghi hơn, đúng không? Còn bao nhiêu đó, vậy á, đưa hoạch tẹt ra đâu giấy tờ rõ ràng, đâu chừng bằng chứng người này qua người kia, thì có gì đâu phải nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ cái gì ở đây? Đúng không? Ví dụ như Trung nó gửi cho cha hay Sơ gì đó, tự nhiên gửi cái tin nhắn, đã nhận được rồi, nó no, mày không có thuyết phục, bây giờ mày giả mạo một cái nick, cái tài mà anh không có nghĩ tới cái đó, anh không nghĩ tới thì cứ chuyển cho cha nó, chơi con gửi xong rồi, xong rồi cha nó cha đã nhận được rồi, cảm ơn Trung, xong nói tiền này của chị A, chị B, chị C gì đó, xong cha nó con gửi lời cảm ơn chị A, chị B, chị C giùm cha, xong chụp lại cái tin nhắn nó gửi qua cho Thơ. Thơ nó nó cái này không có thuyết phục, mày giả mạo tin nhắn rồi gì, xong ví dụ mình tạo một cái tại vì anh không có suy nghĩ tới cái đó, anh cứ suy nghĩ là bình thường đơn giản là mình gửi cha nhận được, cha nhắn lại là cha nhận được rồi thôi. Xong Thơ nói cha giúp giùm con cái, cha quay video cha xác nhận là cha nhận giùm con cái, để cho nhiều người ta sợ mất công, người ta nói con giả mạo. Phải giống như là mình phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục chứ, bây giờ mình làm vậy cái dĩ nhiên là fan là Tám không bao giờ mà có cái ý gì đâu. Tám biết là fan Tám là rất là tin tưởng Tám, nhưng mà cho dù fan Tám tin tưởng Tám, Tám cũng không có ỷ y mà làm việc sơ sài trong những cái chuyện đó. Chính là em vẫn còn ngây thơ thôi. Mày quá ngây thơ. Nhưng mà tại vì mình không phải là mình nhận cái tiền đó đưa cho cha rồi bắt cha phải quay video này cái, mình cũng thấy rất là ngại, mình cũng thấy tội cha lắm, mình nói rồi mình làm việc thấy tội cha quá. Nhưng mà bây giờ biết cách nào, bây giờ biết làm cách nào để cho chứng minh rõ ràng là cha là đã nhận cái số tiền đó của ân nhân đó. Không, nhưng cách mà cái nào? Video đó đâu có công khai, đâu public lên đâu, người nào gửi thì sẽ gửi lại video cho chính người đó. Đúng rồi, chính người đó, nhưng mà là phải có. Chứ không thôi là tin nhắn rồi xong cái vài bữa nữa thì người ta suy nghĩ lại, nó ủa có thật không gì trời, đúng không? Ví dụ mình làm có khi nhiều lúc á lạ lùng lắm, khán giả trên mạng ngộ lắm, mình làm 100 việc tốt á thì nhiều người người ta không có nhớ, nhưng mà ví dụ mình làm sai trái một vài việc xấu thì mình sẽ bị lên án. Thì cái điều đó là chuyện thường tình thế thôi, ở huyện rồi mình phải biết điều đó rồi. Nhưng mà ý là Tám ấy, fan của Tám ở đây ai cũng tin tưởng Tám ấy, nên giao cho Tám làm nhiệm vụ. Nhưng mà mình không phải vì cái lòng tin đó mà mình ỷ y rồi mình sơ xài xài, ô người ta tin mình mà lo gì, không phải ai cũng như mình đó. Dĩ nhiên mình tin người đó, nhưng mà mình đâu có bắt người đó phải tin mình. Mình phải rõ ràng thì không có lý do gì mà nghi ngờ hoặc là bắt lỗi mình, bắt bẻ mình, ô tại sao cái này kia nọ, hiểu không? Nhiều lúc Chung nó cũng còn non dạ, mình cũng phải mình già mình cũng có, nhưng mà cái gì mình biết được, mà mình không, biết cái được cái gì là, cái nói. Đó là Thơ dạy em đúng, cái lúc đó là tại vì em chỉ nghĩ là nó chuyển cho cha, xong cha xác nhận là tin nhắn gửi cho Thơ thôi. Xong Thơ mới nói ủa rồi ví dụ mày giả mạo tin nhắn rồi mày gửi vậy sao? Ủa mình không nghĩ tới vấn đề đó luôn á. Cũng đúng, ví dụ nhiều khi người ta giả mạo cái tin nhắn, ta đổi cái tên sao, đúng không? Trời, mình phải đặt hơn trường chút xíu nữa. Hợp là mình là người ta, chứ mình không nghĩ là ai cũng như mình, không sao cũng được, có không? Xong rồi lúc đó em mới nói thôi cha quay giùm con video, cha thông cảm giúp con, cha quay giùm con cái video để con gửi lại, sau này con cứ gửi tiền cho cha thì cha gửi lại cho con video, con gửi tiền, gửi tên, giống như bé Hà cũng vậy, em gửi tiền gửi tên cho nó gửi lại video gửi cho người ta.
Còn người thì đâu thể giả mạo được. Người là mình đã thực tế mình xuống mình quay ở đó, có cha đó rồi, mặt cha là như vậy, là từ trước là mình đã tới mình thực tế, là đâu phải là một người giả mạo là cha đó để mà quay video gửi cho các bạn. Không, đâu có được, không thể nào, mình không thể nào làm cái chuyện đó. Mà Tám đã nói với thằng Trung bao nhiêu lần rồi, cái tiền từ thiện á, mình ăn một quá hả, Chúa sẽ lấy lại mình 100, 1,000. Mà ví dụ như mình bỏ 1 đồng từ thiện ra thì Chúa sẽ cho mình 100, 1,000 lần gấp bội. Là người ta thường hay xin Chúa hãy trả công bội hậu cho những ân nhân là như vậy đó. Cho nên là mình cứ hiểu là như vậy thì mình làm được hết á. Mình hiểu là cái tiền từ thiện mình phải làm cho nó đàng hoàng, chứ không phải là mình ăn bớt rồi này kia. Cái tiền từ thiện là mình lãnh hết hậu quả của mình. Còn ví dụ như mình, ví dụ mình có cho ai hồi xưa cho người ta từ thiện thì mình nói thôi người ta làm sai thì người ta chịu lãnh đi. Nhưng mà nhiều lúc có người nói là mình là người tiếp tay cho những người ta làm sai thì mình cũng còn có tội. Cái gì cũng nói được hết cũng không được. Nhiều người có mấy Mạnh Thường Quân mà hay gửi tiền cho Tám, nói là mấy kỳ chị gửi tiền về Việt Nam cho cái chỗ nào đó đó, mới đầu á gửi 1,000 thì người ta làm tốt lắm, người ta gửi hình ảnh này kia, xong lần sau gửi 1,000 nữa cái không thấy gửi nữa, không thấy gửi hình ảnh đó, nó ủa sao không thấy nữa. Cái thì từ từ đi em làm, chưa có rảnh, hiểu không? Thì tự nhiên người ân nhân đó người ta tự động người ta sẽ bị nghi ngờ và người ta sẽ nói thôi chắc không gửi nữa đâu, thấy không mày, thấy không? Mặc dù là chưa chắc cái người làm từ thiện đó người ta sai, nhưng mà người ta làm như vậy tự nhiên cái ân nhân đó là mất lòng tin liền. Một khi mình làm thì mình nhận, còn mình không làm thì mình không có nhận. Mình không nhận nó, ôi từ từ đi, bây giờ em đang bận quá, em đang bận quá chị khoan chuyển với em, chừng nào em rảnh em làm thì chị hãy chuyển cho em. Đó là như vậy. Ý là Tấm nói là nhiều lúc mình không có nghĩ ra, nhưng mà mình tự mình làm cho người ta nghi ngờ mình, là lỗi ở mình chứ không phải mình đấy. Trời ơi, cái số tối ngày nghi ngờ, nhưng mà không phải. Mình phải nhìn lại mình cái đã, chứ đừng đổ thừa cho người khác liền. Lúc nào mình cũng đúng là không có đúng. Mình phải nhìn lại mình coi như thế nào. Ủa trời, mình có làm gì không ta để không ta phải như vậy. Đó là mình phải hiểu điều đó, mình phải hiểu như vậy. Thì mình đỡ có tức, mình đỡ có sân si lên, mình đừng đỡ có giận dữ lên. You understand? Ây da, xin ra. Rồi, miếng nước uống rồi. Trời, nói quá trời nói, ăn xong nói quá trời nói. Tự nhiên là mình không có muốn uống nước ngọt mà nó để ngay mặt mình phải uống. Lỗi tài tôn. Cái gì cũng quá à. À, nhận được 10.600.000 của chị Minh rồi. À, được rồi hả? Ủa sao lẹ vậy? Ủa chứ không phải 10.160.000. Ủa chứ không phải người ta đem tới cho mình hả? À bây giờ là chuyển khoản ha, khỏe quá ha. Hồi xưa ở bên Mỹ gửi là nói tên rồi phải đem tới á, mày nhớ không? Rồi đưa chứng minh nhân dân này kia lấy. Bây giờ không cần đưa luôn, công nhận hay thiệt. Nhưng mà không bằng Tám đâu. Tám ở bên Mỹ ha, Tám có send quay á, Tám chuyển cái tẹt hoàng trung mấy trăm đô ha. Mấy cái nhỏ nhỏ từ khoảng dưới 1,000 á, là cái lâu lâu cái cần gì cái chuyển chung mấy trăm để nó chuyển giùm từ thiện á, là chuyển sen quay nhanh lắm, ngồi nhà chuyển luôn. Tại vì nhiều người fan của Tám á không có biết cách chuyển tiền về Việt Nam sao mà trên online luôn á. Cho nên là có táo này là Tâm. Trời, tối hôm qua Tâm dễ thương lắm. Chừng nào chị về em đem cho chị một cái táo Fuji gì đó, táo gì quên rồi, tên gì nè, táo này nè, rồi đem cho chị một cái cam, rồi đem cho chị một chén yến, thụ yến chân với táo tàu á, ngon lắm mày. Cái xong với một cái lê nữa đem lên ăn cho vui. Cái xong cái nó ok, cái về cái nhắn Tâm, cái Tâm cho người đem lên một chén yến, Tâm ăn chén yến cái Tâm ngủ. Tâm dễ thương. Trung nó đang chuyển tiền cho Sơ luôn á, đúng làm liền luôn á, đỡ luôn, hỏi phải quên. Nhiều lúc mình sơ sót là mình bao giờ mình quên thôi, chứ
thật ra mình cũng có cố ý nữa, nhưng mà bữa giờ cũng đâu có ba lời gì nhiều đâu. Ba lời có một cái hủy mai chút à. Ừ. Ha. Trời ơi, vé ra đẹp rồi nè. Giống mặt Đức Mẹ Long Vít xin nè. Đẹp. Em nói là trước khi em làm tượng, em giúp giùm anh, em ngồi em làm một chuỗi hạt mân co. Em ngồi em lần một chuỗi hạt mân co, em làm tượng. Chỉnh lại, hoàn chỉnh này. Đâu, nè. Coi coi. Đức Mẹ đứng thẳng lưng nè. Lội luôn nè. Anh nghe em. Ờ, anh đang coi cái tượng em gửi cho anh đó. Dạ, em thấy đi tượng này quá nhỏ ấy, làm cái bị lâu ấy. Đâu lấy hình không? Ok, em để anh coi cho chị coi check lại check. Rất giống, mẹ Long Bích nhìn rất giống. Thấy chưa? Rồi. Cảm ơn em. 100 cái lớn, 100 cái nhỏ đi ha. Chúc đơn đây. Đây sẽ là em. Chị Minh. Xong một sơ lan rồi gửi cho sơ Vân chưa? Anh chốt số lượng mỗi kích thước đúng rồi. Ủa nhưng mà nếu mà mình chốt số lượng rồi mình đặt, nếu mà hết rồi mình đặt thêm được không? Đặt thêm được. Bây giờ để em nói chuyện với nó. Anh nói em khi mà em làm tượng thì phải đọc kinh ra cái giống y chang gì được, có đọc không? chị cứ chú xin chú sáng soi cho làm đó. Giống đó đó chị nó giống rồi, tại vì cái tượng quan trọng của mặt đó thì bây giờ cái kích thước đó em làm 100, rồi kích thước lớn em làm thêm 100 nữa. Kích thước lớn là tầm khoảng cỡ 40 ha. 40, bây giờ em làm cho anh 100 cái 15, cái đó 15 thôi. Ai muốn thì đăng ký tám nha, đăng ký sớm nha, để hết á. 100 cái có 100 cái rồi. 40 muốn cái lớn hay muốn cái nhỏ? Rồi cho anh cái giá luôn nha anh cưng, coi giá là yêu thương nha. Ok em. Chưa báo giá nữa hả? Chưa báo giá mà cho anh cái giá yêu thương. Cho anh cái giá yêu thương. Thì bây giờ ai mà cần Đức Mẹ Long Bích ở Việt Nam hay là ở Mỹ thì nhắn cho Tám liền nha. Nhắn Tám để Tám biết. Nếu mà còn thiếu thì Tám sẽ đặt thêm. Còn nếu mà đủ thì thôi. Chứ bây giờ làm nhiều quá không có chỗ để. Nhà Tám nhỏ xíu à, đâu có chỗ để đâu. Rồi còn ship qua bên Mỹ cũng phải tốn kém nữa đó. Nên là làm bao nhiêu thì... đưa bao nhiêu, phải không? Có bao nhiêu, ai đặt nhiêu thì làm nhiêu. Nội cho anh Sĩ cũng 30 cái bự rồi đó, thì chỉ còn 70 cái nhỏ thôi. Rồi 70 cái bự thôi, còn 100 cái nhỏ. Đó, nhớ nha, nhắn cho Tám nha. Rồi Tám note lại rồi Tám gửi đi cho. Rồi còn Sơ Vân chưa? Gửi Sơ Vân rồi. Bây giờ đợi Sơ quay video thôi. Hôm nay mình đi Vũng Tàu nhưng mà mình chưa có ra Vũng Tàu. Đây là Tâm nè, các bạn nhớ Tâm không? Tâm nhắc mình đi Vũng Tàu nhưng mà trước khi đi Vũng Tàu mình đi ăn trước. Trong này là tòa nhà gì? Landmark. Đây là Egypt. Giờ mình ăn đồ Thái. Trước khi mình đi ra Vũng Tàu mình ăn gành hào. Đây là món thịt Thái tam dâm. Hôm nay được Mr. Tâm
dắt mình đi chơi một ngày. Một, hai, chúng em cảm ơn Thâm Tâm. Đó chính là Tâm, Thâm là cho em với lại Thơ qua quay một cái clip review bên công việc của anh, trung tâm của anh được không? Tại vì thực ra đó, em có rất là nhiều người muốn học tiếng Anh, nhưng mà để tìm một cái nơi nào đó học uy tín đó thì thực sự là rất là nhiều, bây giờ trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà để một cái nơi mà người quen mình tin tưởng đó, thì thực sự là em muốn đến tham khảo về cái trung tâm của anh, cũng như là để cho đồng bọn của Thơ, fan của Thơ đến coi cái trung tâm của anh như thế nào, nằm ở đâu, tên gì, và các anh Tâm có nhiều cái ưu đãi cho fan của Cần Thơ, đúng không? Ưu đãi không? Ưu đãi cho fan ưu đãi, có ưu đãi luôn. Đúng rồi. Wow, có ưu đãi luôn nha. Cứ ai nhận là bà con của Tám là ưu đãi hết, giảm giá tối đa luôn. Trời ơi, đã chưa, đã chưa. Cho nên là welcome nha. Dạ, có qua bên Cali gặp Thơ rồi á. Chị đó gọi gửi cho mình 3 triệu vào trong cái quỹ. Hello. Hello chị, nhớ chứ? Trời ơi nhớ, bữa tới nhà mà. Biết, nhưng mà bên sao không ngủ rồi, nó cũng làm tập gì ở dưới tập nhà. Ok chị. Dạ 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 dạ. Khỏe chị, em đang ăn nè. Ok chị, có gì gọi gọi nha. Liên lạc chung ha. Ok chị. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, em cảm ơn chị. Dạ dạ, em ơi chị. Chị nó ở bên cái gì ta? Na Uy. Đúng rồi, nhớ là cái đó tới nhà. Là chị gửi vô chung chung hả? 3 triệu hả? Ê. Cơm chiên cái thơm. Cơm chiên cái thơm. Còn này gì? Nọng heo á. Sau khi chúng ta ăn xong là chúng ta dòng lại về nhà để chúng ta lấy một số đồ để chuẩn bị đi Vũng Tàu. Thì có thêm một số tiền cho quỹ của bà Tám, đó là chị Kim Bùi 50 đô. Chị Anh Hồng và chị Linh ở Na Uy nãy gọi điện thoại cho Tám gửi 3 triệu. Rồi có chị Nga Đỗ ở Đức gửi 13.300.000. Ủa tại sao nó lẻ chung? Tại cho bên dịch vụ có quy tiền đô. À, quy ra à, tiền đô bên Đức. Sơ là hồi nãy là 10.800.000 sao đó. Nhớ không? Chỉ gọi 400 đô là 10.800.000. Cho hai sơ thì em chỉ đâu ra mỗi sơ 5.400.000. Ừ. Rồi thực sự là có cái số tiền của mấy anh chị mới vừa gửi vào đó, thì em thực sự là nó không thiệt cho cái chương trình học sinh của em vào ngày chủ nhật này. Tại vì thường khách mời tới thì sẽ là ăn, nhưng mà nếu như mà mình có quà thì họ đi về họ được quà học sinh thì họ cũng sẽ vui hơn. Thì em sẽ chuẩn bị một số quà, trong đó có bao thư tiền nữa. Thì sau khi ăn ngày chủ nhật xong đến để nhận quà đem về. Chương trình học sinh này á, vào ngày chủ nhật là thay vì chị Kiều Ly, chị gì gửi 1.000 đó thôi. Hà Kiều Nguyễn. Chị Hà Kiều Nguyễn gửi 1.000 đó là để mua nụ cười. Nhưng mà chương trình mua nụ cười thì mình đã làm rồi. Và em muốn làm một cái chương trình khác nó ý nghĩa hơn. Thì dựa vào trong Chúa có nói á, là các con hãy làm tiệc, các con đừng mời những người giàu có đến để ăn tiệc của các con, mà hãy mời những người nghèo khổ. Thì qua cái lời đó thì em muốn là làm một cái buổi tiệc, khách mời thì tầm khoảng cỡ 50 tới 70 người đổ lại thôi. Và em sẽ, đối tượng em mời là em sẽ viết thiệp, em sẽ đi in thiệp mời một cách trân trọng và trang trọng nhất. Kính mời quý vị ông bà đến tham dự một buổi tiệc mừng Chúa Phục Sinh với lại chúng con tại nhà hàng này đó vào lúc mấy giờ. Và con trân trọng tha thiết mong sự hiện diện của ông bà có mặt tại buổi tiệc của con. Thì khi họ đến thì họ sẽ ăn buổi tiệc
với một cái bàn tiệc rất là ngon. Rồi sau đó sẽ có ca sĩ Câm Thơ sẽ phục vụ văn nghệ nè. Rồi có Bảo Trân, ca sĩ Bảo Trân, ca sĩ Eric Nguyễn. Thì sẽ có những ca sĩ đó sẽ hát phục vụ văn nghệ trong cái ngày đó. Và khi mà họ đến thì em nghĩ là đến để ăn tiệc thôi. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái số tiền của các anh chị mới vừa gửi đến em ngày hôm nay, thì em sẽ chuẩn bị quà để khi mà mọi người đến ăn tiệc phục sinh xong rồi có quà đem về. Mình sẽ chuẩn bị bao lì xì mừng chú. Nhưng mà cái ý tưởng này là Chung lấy từ đâu? Cái ý tưởng này đó là em lấy từ cha Trần An. Tại vì khi mà hôm trước đi ra ngoài Huế với cha Trần An đó, thì nói là cha con muốn làm cái buổi tiệc mời tất cả mọi người đến ăn giống như cha ngày hôm trước đó. Thì một buổi tiệc như vậy là bao nhiêu? Thì cha nói tầm khoảng cỡ 100 triệu thôi hả? No, mấy chục triệu á. Cha là tại vì cha làm ngay chỗ cha và tự trong đó, trong anh em trong đó nấu luôn. Đúng rồi. Thì cha nói là tầm chừng 3.000. Thì cha nói vậy xong nói thôi bây giờ cha làm một buổi tiệc được không cha? Thì cha nói là bây giờ cái thời điểm này hơi gấp, nên là với lại Thơ cũng đi về, nên là em nói là thôi để em làm cái buổi tiệc này trong Sài Gòn. Thì con rất là cảm ơn cha vì đã cho con một cái ý tưởng để con làm, và con hy vọng là Chúa chúc lành cho những việc con làm vào ngày Chúa phục sinh này. Thì nhà hàng này kia mình sẽ ghi trong thiệp mời, và ai có thiệp mời mới được vô, đúng không? Và ai có thiệp mời mình mới được cho quà bao thư. Cái clip này lên chắc là buổi tiệc đã xong rồi. Ok, thì hy vọng là mọi người đón chờ xem một cái buổi tiệc đó diễn ra như thế nào nha. Cảm ơn ba người mà vừa gửi tiền vào ngày hôm nay. Tại vì em đang lo cái khoản là người ta tới ăn tiệc rồi người ta có quà, có tiền lì xì về hay không. Bây giờ có cái này, tại vì một cái bàn tiệc như vậy là tầm khoảng cỡ 3-4 triệu. Mà mình làm 5-7 bàn như vậy thì 1.000 đô của chị gì là vừa đủ. Còn những cái chi phí quà tặng đem về chưa có, nhưng mà có cái tiền này thì có một cái chi phí có quà đem về. Đỡ ghê, tự nhiên Chúa cho ha. Rồi bây giờ chúng ta dũng tàu thẳng tiến. Bây giờ là mấy giờ Chung? 15:40. 15:40 phút. Nãy đang nói cái vụ mà xin tới review trường trung tâm Anh ngữ của Mr. Tâm nè. Đó, xin Đông tới Phương review mới nè. Đông Phương mới, chỗ bác Tài biết luôn kìa. Đông Phương mới. Tất cả bao nhiêu trung tâm hết Tâm? 4 hả? 4 mà một cái ở đâu? Hai cái Gò Vấp, một cái quận 12, một cái Hóc Môn. Trời ơi, hai cái quận Gò Vấp, một cái ở quận 12, một cái ở quận Hóc, ở Hóc Môn. Ở Hóc Môn, chứ không phải quận Hóc Môn. Quận Hóc Môn luôn cũng được. À, nói quận Hóc Môn. Này là coi như là fan bà Tám mà ở đâu đâu mà mấy cái quận đó mà muốn cho con em của mình học Anh Văn á, là nên tới trường Đông Phương mới để đăng ký học, thì nói là fan bà Tám thì được sẽ được ưu đãi và sẽ giảm học phí tối đa gọi là ít nhất là cũng phải 10-20% chứ. Đã quá, cảm ơn giám đốc. Từ 10-20%. Cảm ơn giám đốc rất là nhiều. Nhớ nha, nếu mà có con em nào cần đi học, mà dạy từ mấy tuổi tới mấy tuổi Tâm? Mọi lứa tuổi luôn hả? Từ 5 tuổi thiếu nhi, chưa biết viết, là luyện cho cái kỹ năng phản xạ nghe nói phát âm thôi. Rồi dạy từ từ. Nó có nhiều level. Dạy lên tới thiếu nhi nè, mảng chương trình đào tạo là thiếu nhi nè, thanh thiếu niên nè, người lớn nè. Trung tâm của Tâm là được bao nhiêu năm rồi Tâm? Hơn 20 năm rồi. Wow. Thành lập đầu 2003 đó. Quá là lâu luôn ha. Hơn 20 năm rồi đó. Trời ơi, vậy mà chị không biết luôn. Tại chị đâu đi học Anh Văn đâu biết à. Đúng rồi. Không có nhu cầu. Ngay cả đi có xuất đi Mỹ rồi mà còn không học nữa. Nhưng mà có những lớp hơn. Người lớn học không? Có luôn. Hồi đó vậy. Giờ thì thiếu nhi vậy là người nào mà muốn đi tương lai mà để đi qua Mỹ du lịch
hoặc là đi định cư này kia thì lo tới chỗ Phương Đông mới học Anh Văn trước nha. Đông Phương mới. Ờ quên, Đông Phương mới. À, nói Phương Đông nghe giống ba vị đạo sĩ vậy đó, đi tìm ngôi sao lạ vậy đó. Hả? À, để theo ngôi sao lạ tới viếng gì Chúa hay đó. Ok, vậy quá good ha, ưu đãi đặc biệt đối với fan Tám mà bữa giờ Tám đâu có biết. Đặc biệt là bên bên trường của Mr. Tâm là rất là đông thiếu nhi nha. Bữa nào thiếu nha, gì? Xin cho vô review một bữa nha Tâm. Trời, để cho fan mà Tám nghe thế nó sao á, nghe khiêm tốn quá. Không thiệt chứ, phải xin đàng hoàng ta mới cho chứ, tự nhiên trường ta đang làm dạy học này kia, mình vô mình review đâu có được. Đúng rồi, nhưng mà này phải ưu tiên à. Tại vì ưu tiên cho fan bà Tám à, để được những cái ưu đãi của bà Tám cũng như là mấy em tới nha, phí xịt trong những trung tâm Đông Phương mới. Đúng rồi, Tám mà chưa đi Mỹ chắc Tám cũng đến chỗ Tám học quá. Được ưu đãi. Thế Nhi đi tới chỗ Mr. Tâm học đi không? Được ưu đãi kìa. Welcome. Rồi bây giờ mình đi Dũng Tàu. Dũng Tàu lâu, tiếng luôn. Lâu lắm rồi mới được đi Dũng Tàu đây. Bây giờ là 3 giờ 50 phút. Là 4 giờ luôn đi, 4 PM đi. Vậy là 6 đi. Giờ mình tới. Tới là mình ngắm hoàng hôn luôn. Biết lúc đó lúc đó hoàng hôn chắc xuống rồi. Lúc đó tắm biển mát. Lúc đó xuống là review biển luôn. Mặc dù cái này mình đi ra mình hít không khí biển thôi. Mình chỉ chứ mình không có tắm biển nữa không. Mình hít không khí xong. Với lại mình khám phá hải sản nhà hàng Ganh Hào nha. Mr. Tâm sẽ mời bà Tám Câm Thơ cũng như là các em mời luôn bác Tài. Cảm ơn anh Tâm. Nhưng mà không cho bác Tài nhậu. Không bác Tài chỉ uống nước ngọt thôi, không cho uống rượu đế là uống cái gì đó trà đá mà có cồn. Đây bây giờ là 5:15 đã tới Dũng Tàu, rất là nhanh luôn, chưa tới 2 tiếng mới có 1 tiếng 15 phút à, công nhận lẹ ghê. Mình tưởng là 2 tiếng mới tới, bây giờ mới có 11 tiếng 15 phút là tới rồi. Với Tài chở đúng lúc ngắm hoàng hôn luôn á. Khúc này ra biển lắm, đóng hồ đẹp lắm. Bây giờ còn sớm quá cho nên mình ghé thăm Đức Mẹ. Ở đâu chung? Đức Mẹ Bảy Dâu. Đức Mẹ Bảy Dâu hả? Nhưng mà chắc mình sẽ đứng ở dưới mình đọc kinh, tại vì bây giờ đi lên núi. Đúng thì rồi, không có đâu, anh không có leo nổi đâu. Tâm sợ bắt leo người phi thể thao, người phi thể thao. Trời, mới chỉ còn tập. Ừ đúng rồi, anh đi không nổi. Đợt vừa rồi đi đi chơi ở ngoài Hà Nội đó, đi núi Yên Tử gì đó, trời ơi, bà con leo quá trời. Nghĩ hả? Em leo đâu nổi đâu chị, em bị đau khớp gối á. Trời ơi. Leo hồi á, thở oxy á thôi. Vậy là Tâm không có đi Đức Mẹ Tà Bao được rồi. Đúng rồi. Cái bữa chị đi Đức Mẹ Tà Bao, trời ơi, chị leo lên cũng khi chị Khanh lên. Chị Khanh mà lên tới đó luôn á. Lên em được luôn. Leo núi được mình thích gió biển nè. Chậm chậm đó dì ơi, đã tới đây mình đi chậm chậm giống như mình đi hít gió biển, mình đi hút gió vậy đó. Cái này là bãi gì? Như chỗ núi Tượng Chúa Giang Tay nè. Đây nè, núi Tượng Chúa Giang Tay ở đây nè. Anh Tâm lên từ trên núi mà mình đây là Chúa Kim Hô Vua. Ôi ta tắm biển quá trời luôn. Trời ơi. Gió quá đi. Sáng chỉ có mặt biển cái đó mới đẹp. Cái này kêu bằng bãi gì? Bãi sao?
bài trước, bài trước. Xong bài hết bài trước ta bài dầu. Nãy là bài sau. Rồi lâu quá không nhớ luôn. Hồi đó rành lắm á. Chạy ra đây là biết bãi nào. Rồi bắt đầu mình tới bãi dâu. Đúng rồi, đặc sản của Vũng Tàu là gì? Đặc sản của Vũng Tàu là cái gì? Không biết. Bánh bông lan chín muối, bánh khọt, cây cọc đèn, rồi lẩu cá đuối. Vậy hả? Không biết luôn. Bánh khọt thì hồi đó hay tới ăn. Bánh khọt cây vú sữa. Đúng rồi. Đó, mặt trời nè. Chuẩn bị mặt trời lặn nè. Dưới cây dừa, dưới bóng cây dừa nè. Kem bơ sầu riêng. Ngon. Người ta bảo mẫu giống như bị nghiệp của em á Thơ. Trời em lúc mà mình còn ở bên Galaxy á Thơ là Thơ thừa biết là em sợ sầu riêng rồi đúng không? Hôm đó là Thơ kêu em đi xuống lấy đồ gì cho Thơ đó. Xong em bước vô trong thang máy, mình đang đứng như nè. Một cái thằng người Hồng Kông, người nước ngoài, nó chắc chắn người nước ngoài Thơ. Nó bước vô nó cầm nguyên một dĩa muối sầu riêng vàng ướm vậy nè Thơ. Bước vô cái nó trời chết mẹ rồi. Mình đứng chỏng mà mặt mày em xanh lè Thơ. Em tưởng là đi từ tầng của mình, tầng 24 đi xuống dưới là em xỉu thiệt đó Thơ. Rồi lúc đó em đứng nín thở mà mặt em xanh lè. Mà cái đầu em giật bưng. Rồi lúc chịu hết nổi. Ai về từ tầng 24 nó xuống tầng 18. Rồi em chịu 4 tầng thôi. Em mới bước ra khỏi tầng 18 cái em à. Em tại có nó đứng đó em đâu có dám mà để vậy Thơ. Mà nghĩ sao cầm thang vô thang máy dĩa sầu riêng mà nó trời ơi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó, ngay ông đó luôn á. Không hiểu. Sao mà cũng đi ra hoài liền. Sao đi ra được, trời lịch sự. Kiếm thang máy khác đi. Mình lịch sự á, tự nhiên không hiểu luôn á. Tự nhiên cái có người xỉu trong thang máy hỏi lý do sao. Bị ngọt sầu riêng. Bị dĩa sầu riêng. Mà cái đó đưa vô máy lạnh đó, nó thành cái mùi như là mùi ga vậy đó, nghe sợ đó. Đó này cúp tre, của thằng mày. Cắt treo. Rồi. Mặt rời lòng bùi bùi mình yêu nhau. Trời ơi, người ta quá trời luôn kìa. Người ta ứng chơi kìa. Thì chiều ra không gió biển. Không gió biển cũng được quá ha. Hồi đó nhớ hay ăn cơm cây bàn. Lặng luôn rồi. Đó nè. Nó né, nó núp vô mây chút xíu xuống. Núp vô mây thôi à. Ồ ở đây nó mới mọc cái nhà. Nắm tay nhau tung tăng trên đường di ca ngày tháng. Season là sân xây nè. Season là sân xây. Đây đông người quá hả? Ở đây người ta ngồi đông quá ha. Tuổi tin không mà Tâm. Chung nhỏ hơn Chung. Mình vô đây mình thấy mình cũng cũng trẻ hả? Cũng trẻ. Cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Hoàng hôn đây. Sau khi mình uống nước chụp hình các kiểu, bây giờ mình phải đi thôi, mình đi tới Đức Mẹ, mình đi ra Đức Mẹ đọc kinh. Chỗ này công nhận cũng đẹp, rộng ghê luôn. Nãy vừa kịp lúc đẹp hết rồi hả? Vừa tới lúc hoàng hôn luôn. Mình ngồi được 5 phút thôi à. Ê su cú. Thằng Mỹ mày xạo quá vậy. Ô đang tu sửa rồi. Đang tu sửa rồi nhưng mà còn... vẫn đọc kinh được mà. Đang sửa rồi. Ô hôm nay mới sửa à. Bên trái anh, đầu xe bên tay trái.
hôm nay không có quay cho mọi người coi được rồi. Đức mẹ đang sửa nhưng mà vẫn mở đèn. Trời ơi, Đức mẹ cũng lớn quá ha. Lớn quá Chung. Đúng rồi. Mà đang sơn lại á. Sorry mọi người là không biết là Đức mẹ đang tu sửa nên là dẫn mọi người tới đây. Thôi mình đọc kinh đi ha. Người thương thâm hiến ban sống cho con hồng ân nam xưa, đạo phật cho đã ngồi thánh trường. Đức Phật Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Đời con dối vướng theo mẹ, lòng con thích nơi gương mẹ. Xin mời con hai tiếng xin vâng. Rồi tới gần hàng nhà hàng. Vô 6:40 6:40 là mình tới nhà hàng. Đó, mọi người đang order đồ ăn nè. Nhìn ra, ngồi đây ăn, nhìn ra xa xa biển đen thui. Gần đá nè. Ở đây ta chú ý hào sắc, cẩn thận đứt chân. Ghê. Hào sắc là cái gì? Gần đá nè, ở đây đá quá trời nè. Mình nhậu với Mr. Tâm nè. Tiết Nhi, Eric với bà Tám đều nhậu với Mr. Tâm luôn. Lâu quá rồi. Một ly thôi nha Tâm. Ok, tùy hỷ. Mà cái ly này trước mắt là biết một ly đi. Cầm thơ bị ngán lắm, cầm thơ thường là sẽ nửa ly nhưng mà uống được 8 lần. Bây giờ là cầm thơ chú một lần thôi. Anh thấy Chung hiểu ha. Chung đúng rồi, Chung phải hiểu cầm thơ. Chung là em ruột mà. Em ruột. Em ruột cho nên là phải hiểu. Ê cho ông hút. Em ruột mới hiểu được chị ruột. Em cho ông hút cho chị. Dạ, chắc anh uống bia không anh? Em xíu em lấy nha. Lúc lái vừa ngủ cho khỏe. Ghê. Yo. Chúc mừng năm mới. Sài Gòn nóng nực, mình ra đây mình hứng gió biển rất là mát mẻ, rất là ngon. Món đầu tiên chúng ta là món hào sống. Mù tạt đó anh. Hào sống ăn với mù tạt nha, dắt chanh vô. Không có. Làm cho bé tờ à. Vậy hả? Mày làm sao tao dắt chanh lên con hào á? Không có, nhúng vô cái chén này. Mới món này món gì Chung? Gọi cá mai á anh. À. Gì? À quên. Xin mời các bạn. Ủa đồ ăn đâu hết rồi Chung? Thôi ăn hết rồi. Nào. Trời ơi, ăn quá trời, em còn em sợ em không dám ăn nhiều đâu. Sợ mập mà thơ kìa, thơ chiếu vô dĩa của thơ kìa. Gì? Đó, có gì đâu ăn. Trơn, người ta thay 8 bụng dĩa rồi đó. Mày ăn hết đồ ăn của tao không có. Mà, người ta thay 8 bụng dĩa cho thơ rồi đó. Nãy trong bàn không ai ăn miếng nào á. Anh Tâm ngồi buồn rồi, anh Tâm nó mới bưng lên xíu em thơ ăn hết trơn. Anh không biết. Anh không biết. Rồi ăn sạch nhất luôn. Hôm nay không bia luôn mà. Nó nói là thần tượng cô mà hôm nay đi Chung ra đây cho ăn nhiều. Nói vậy cho chị thơ hiền một chút. Dạ. Chỉ còn cô lột thôi, nói chung đồ ăn ở đây rất là ngon. Bây giờ mình phải rửa tay bằng cái này nè. Cái này là để rửa tay nè. Ủa này súp mà. Vậy. Súp. Dám nè. Súp chanh trà, dưới đây là nước hầm xương. Mày ăn đi. Thiệt mà, bình thường mà. Nè. Đó, nước hầm xương. Ngon mà, ngọt ngay à. Ngọt ngay. Rửa tay mà nó dám nó súp. Cái này rửa cái này là bằng trà với lại chanh. Trà vô đây đúng không? Đúng rồi. Đó, rửa chanh xong mình ăn
lẩu măng chua đúng không ta? Đúng rồi. À, hôm nay cảm ơn Tâm đã dắt mình ra Vũng Tàu đứng gió biển và được ăn một buổi đồ ăn hải sản rất là ngon. You welcome. Giờ chung uống nhiều nè. Dạ. Hy vọng là lần nào về Việt Nam cũng được Mr. Tâm dắt đi Vũng Tàu. Welcome. 1, 2, 3. Chúng em cảm ơn anh Tâm. Đây là lẩu măng chua. Ủa, cái này cái gì vậy ta? Cô lò lòng á, ghen á. Ồ, lòng á hả? Cá hả? Ghen cá đó. Ồ, trời ơi, cá này cá gì vậy ha? Cá bóp, cá bóp. À, cá bóp thì chỉ thấy lạ lạ. Cá lẩu này là cá bóp nha các bạn. Đi hết trơn rồi. À, đi hết. Vô nè. Vô nè. Hết rồi, tạm nha. Cái bóng bún hấp Hồng Kông. Thương thơ, thương thơ thương lắm. Mà em đôi cái em nghĩ vậy nè. Thơ, mặc dù bà đi tiểu nhưng mà em chỉ nói riêng với Tạm thôi. Tại bà em đây là tại vì bà dạy nhiều cái hay, bà sống một đời sống của gọi là ví dụ có bà ở đây là bà xỉu á, bà sống một đời sống của thánh nhân á, hay lắm. Không có thiêu phải không? Không xỉu, để xương cốt đầy đủ bà, đúng không? Bà để tại vì bà đang không xỉu. Không nhưng mà bà sống hay lắm anh, bà sống hay. Em học được từ thơ nhiều lắm đó. Ờ, anh sống một đời sống mà được đỉnh cao của sự thông minh là cái khùng khờ vậy nè anh Tâm. Đỉnh cao của sự thông minh đó là sự đỉnh cao của sự thông minh đó. Đỉnh cao của sự thông minh là gì thơ? Tại vì anh Tâm nghĩ không, giữa một cái cuộc sống bây giờ để cần một cái sự ngây thơ, cần một cái sự hồn nhiên như thơ, anh tìm đâu ra, đúng không anh Tâm? Thương chấm thơ. Uống một lon hay đi rồi. Có điều có anh điều ơi. Lấy cho anh mấy lon bia nữa đi. Có điều bây giờ hơi mập. Lấy thêm mấy lon bia. Hơi lớn tuổi xíu thôi nhưng mà dễ thương. Tâm ta hơi mập hơn. Nhiều duyên quá. Đối với em, cô em là nhất. Em chưa có đánh anh được bữa như vậy. Chưa đánh anh là mai lắm rồi đó. Ủa vậy là giờ về hả chú Tâm? Chưa, còn mấy lon nữa mình phải về. Xong. Tiệc đã tàn bây và giờ bây giờ là 9:53. Về nhà là 12:00. Bây giờ mình ghé đặc sản bánh kẹo sữa Long Thành. Mình nhớ hồi nhỏ mình hay đi chơi Vũng Tàu, cái xong mình ghé Long Thành. Mình uống sữa bò đó, mình mua sữa bò mình uống đó. Rồi ở đây nó bán kẹo tùm lum. Cái mình hay mua bánh tráng sữa đồ đó. Cái này bánh tráng gì lạ quá. Bánh xoài, bánh tráng quá trời loại luôn, bánh tráng sữa nữa nè. Một cái hộp sữa mình uống để mình nhớ lại thời xa xưa thôi. Bán quá trời bán luôn. Có bánh rế nè, hồi đó mình hay mua bánh rế về.
quá cái bánh này luôn. Giờ mình hết thèm rồi. Quá trời luôn nè. Chán nữa nè. Ô hô bánh chán nè, bánh chán nè. Mua cho chị Khanh nè, ngon quá. Quá trời ha. Cơm cháy. Đồ ăn quá trời luôn. À. Cơm gạo lứt. Rong biển. Ngon nè, này ngon. Hồi đó mua hay mua về Mỹ ăn lắm. Dạ. Đúng rồi, mùi vị giống hồi xưa á. Ngon. Liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.